Ê quỷ, bữa nay có má tao ở nhà, qua nhà tao chơi ăn nói chỗ đàng hoàng nha mày. Rồi rồi con biết rồi cha ơi, nhắc hoài à. Ừ, mày lúc nào cũng biết rồi ấy, mà cái mỏ mày hỗn lắm á, đừng để má tao nghe thấy nha. Con chào cô, con mới qua chơi ạ. À, qua chơi với Tuấn hả con? Trời ơi, bé này dễ thương lễ phép ghê ha. Ê, lên coi hình tao mới đăng đi, đẹp lắm á. Đâu, để mình coi. Trời đất ơi, vậy mà đẹp cái quần què gì, sao mày đăng hình tao dìm vậy mày? Trời đất ơi, sao ăn nói xa lơ vậy con? Mình ăn nói là phải cho đàng hoàng lịch sự, như con cô là cô không bao giờ cho nó nói mấy cái từ đó đâu. Con mà ăn nói vậy là cô không có cho con cô chơi với con được đâu. Con bắt chước ai vậy con? Thì con bắt chước bạn Tuấn con cô chứ đâu. Ê, tao nói vậy hồi nào con quỷ cái? Trời đất ơi, cái thằng kia, mày lại đây. Ăn nói xà lơ, ăn nói xà lơ, ăn nói xà lơ không à? Học ai vậy hả? Tao dạy mày nói vậy hết thằng cô hồn.